Xin mến chào tất cả các bác. Hôm nay thực sự với các bác là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em muốn gọi điện hỏi thăm về một số vấn đề về cái lọc xì và cái nâng tiếng. Tiêu biểu ở đây anh em hỏi rất nhiều, đó là chiếc lọc xì 231 và chiếc máy nâng tiếng EX3000. Hai chiếc máy này thì em đã bán rất chạy trong thời gian vừa qua. Tại sao vì nó chạy? Vì nó phục vụ tốt cho nhu cầu anh em nghe nhạc và anh em hát karaoke. Thì anh em đôi khi anh em chưa có điều kiện thì anh em không thể lựa chọn hai chiếc thiết bị này được. Thì anh em có hỏi là cần mua một trong hai thứ, nhưng mà không biết cần thứ nào trước và cần thứ nào sau. Thì hôm nay em sẽ bật mí cho anh em cách xác định nên mua chiếc nào, nên mua chiếc nào trước và công dụng của từng chiếc nó như thế nào. Đấy. Thì nếu mà nhà anh em có một chiếc vang, có một chiếc vang kể cả vang số lẫn vang cơ, nếu có rồi thì chúng ta thường sẽ mua, nếu mà có điều kiện thì sẽ mua cả lọc và nâng. Nhưng mà nếu mà chưa có điều kiện thì anh em đang phân vân đúng không? Thì hôm nay em sẽ cho anh em biết chức năng của từng thứ, cho anh em biết chức năng của từng thứ nó như thế nào. Mà hầu như những người bán âm thanh người ta chỉ nói chung chung với anh em, người ta chỉ nói chung chung với anh em là nên sử dụng cái nào và không nên, nhưng mà thường người ta nói chung chung lắm. Nhưng hôm nay em sẽ bật mí thêm. Đầu tiên, anh em thấy một chiếc lọc xì nó có rất nhiều các giải tần. Tiêu biểu đây là con 231 có 62 cần tổng tất cả, 31 cần một kênh. Thì chiếc thứ hai là chiếc EX3000 chỉ có 4 nút một kênh, bên này cũng 4 nút, tất cả có 8 nút. Đây là nút tune, là độ rộng của dải cao. Pro set là cái này cũng là độ rộng, độ trầm ấm. Đấy, như anh em này vặn về. Đấy, nó nhiều chắc hơn. Và đây giảm hơn rõ ràng. Đấy. Thì nó có gì khác nhau? Đầu tiên nói về cấu tạo. Nói về cấu tạo trước. Thì cấu tạo của con EX3000 đơn giản hơn con lọc 231. Đúng là nó đơn giản hơn rất nhiều. Đấy là cái đầu tiên là khác, sự khác nhau. Cái thứ hai, cái thứ nhất là có sự khác nhau. Cái này ít cần, cái này nhiều cần. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chức năng. Như anh em biết, chức năng của lọc xì là lọc âm thanh, lọc tất cả âm thanh. Có nghĩa là chúng ta có thể muốn giải tần này thấp đi, muốn giải tần kia cao lên, thì chúng ta có thể tăng giảm. Đây, chúng ta có thể tăng giảm. Đây, đây là giảm. Còn đây là sẽ là tăng. Đấy, đây là tăng. Đấy. Đấy, còn đâu bình thường chúng ta để cân bằng. Đấy. Như vậy, chiếc lọc xì đơn giản. Còn nâng tiếng, nó cũng là vặn căng lên như này. Nó cũng là vặn căng lên. Đây là nó cũng lên được chét. Anh em hiểu chứ, đây là nó cũng lên được chét. Đấy. Đấy cũng lên được chét, mà chúng ta tăng này lên nó cũng vẫn lên được chét. Nhưng mà đấy là sự giống nhau thôi. Còn đây là sự khác nhau là tại sao? Anh em muốn giải tần 10k xuống, 10k xuống thì có thể 10k xuống được. Đấy, 10k lên, 10k lên được. Đấy. Muốn giải tần 6,3k lên được. Đấy. Nhưng mà với cái con nâng tiếng, chúng ta phải vặn. Chúng ta không thể tăng được giải tần. Anh em nhé, không thể tăng được tất cả các giải tần. Mà chúng ta bắt buộc rồi chúng ta phải vặn này lên để cho nó check bass nó lên cùng đều nhau. Nó cũng như cái con lọc xì là chúng ta có thể hạ được tất cả cái này xuống. Đấy, hạ tất cả cái này xuống. Hạ tất cả cái này thì nó là như con nâng tiếng khi chúng ta tăng lên. Đây, tăng lên. Thì nó cũng như là mình vặn một nút này. Nhưng mà cái con lọc xì nó ưu việt hơn. Nó có thể cắt được từng giải tần. Hoặc là tăng từng giải, cái giải mà mình thích. Đấy. Đấy là sự khác nhau thứ hai. Còn sự khác nhau thứ ba. Sự khác nhau thứ ba thì là nó ở đâu? Nó ở nút răng gơ và nút lao cắt.
lao cắt và răng gơ. Ấn lao cắt, ấn răng gơ để tăng biên độ giải tần, có nghĩa là tăng lên 1/2, tăng lên cộng trừ 12. Đấy, nó sẽ tiếng bass, tiếng check nó sẽ lên hơn rất là nhiều. Đấy, và chúng ta tắt đi thì chúng ta ở với cái mức bình thường. Còn lao cắt, ấn lao cắt để cái tiếng bass của mình nó không bị dồn, không bị tức ngực. Đấy, không bị tức ngực, tiếng bass nó nhẹ hơn, êm hơn thì chúng ta sử dụng lao cắt. Mà chức năng đó trên con EX3000 không có. Trên con EX3000 không có. Chúng ta chỉ có dùng và sử dụng và không sử dụng con EX3000 thôi. Trên máy nâng tiếng nói chung các bác nhé. Nhưng mà đó không phải là tất cả những gì. Trên con nâng tiếng nó có một chức năng nữa. Nó có, trên con nâng tiếng này không phải là một chức năng mà rất nhiều chức năng. Tăng bass, tăng check lên rất nhiều luôn. Đấy, bass. Đấy, rồi. Độ rộng, độ rộng giải check. Đấy, các bác nhìn nghe thấy ấm đúng không? Ấm đúng không? Nghe thấy cao đúng không? Nghe thấy ấm này. Ấm này, đây là độ rộng của giải check. Đấy, nó đã tinh chỉnh được độ rộng, đây là thể loại nhạc. Đây là độ rộng của, đây cũng là độ rộng của giải check nhưng mà đây là phần cao chứ không phải là phần trầm nữa, đây là phần cao. Đấy, đây là phần cao này, nghe nó sẽ check check nhiều hơn. Đấy. Còn đây là chúng ta sẽ hạn chế lại. Nghe nó tiếng check sẽ không bị chóe hơn. Đấy. Đấy là cái độ ưu việt của nó. Nên các bác nếu mà gia đình mà các bác muốn tinh chỉnh thì các bác lên dùng 231, mà các bác muốn ăn sẵn, em nói chung là muốn ăn sẵn, đơn giản. Chỉ cần ấn và di chuyển nhẹ nhàng đơn giản thì dùng con EX3000. Còn đâu chức năng của nó thì một cái thì chẻ tần số, còn một cái là gộp tần số và đẩy lên. Em nói rõ nhé, một cái thì chẻ tần số ra và một cái thì đẩy tần số lên. Thì chúng ta nên là dùng một cái chẻ ra xong chúng ta gộp vào chúng ta nâng lên thì là hợp lý nhất. Còn đâu nếu mà chúng ta chưa có nhu cầu, chưa có điều kiện sắm cả hai thì đầu tiên là em nói phân biệt rồi đấy. Dùng con lọc xì nó sẽ chẻ tần số, nhưng mà chẻ tần số nó sẽ không được gọn tiếng lắm. Thì kiểu gì chúng ta khi chúng ta lên thì chúng ta cũng dùng con EX3000, dùng con nâng tiếng trước. Đấy, nên em luôn khuyên các bác là dùng bình thường là nên dùng con EX3000 trước, rồi con lọc xì sau thì chúng ta, ví dụ chúng ta muốn cắt hú hoặc là chúng ta muốn những cái như là răng dưa lao cắt thì chúng ta lấy thấy sự chuyên nghiệp thì chúng ta có thể dùng lọc xì sau. Nhưng mà dùng nâng tiếng trước nó có lợi nhiều thứ hơn. Đầu tiên là tiếng nhạc ngon hơn. Đấy, tiếng nhạc nó không bị bết. Đấy. Đấy, tiếng nhạc nó gọn gàng, không bết. Còn đâu lọc xì thì cho vào chúng ta làm cho âm thanh nó chi tiết hơn. Đấy là những gì em muốn nói trong ngày hôm nay. Đấy, và lâu lắm không ra được cái clip chia sẻ như thế này thì giờ bị rất là bận. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Và tiếp theo ở bên dưới website của bên em là thangcaoaudio.com, mời các bác đăng ký vào trang web để xem giá từng sản phẩm và bộ dàn, những bộ dàn mà em ghép. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác.